Thưa quý vị, với chủ đề Sông nước tỉnh Xuân, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng 2018 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2, thu hút rất đông người dân đi chảy hội ngắm hoa. Tại đây, du khách được đắm mình trong không gian sông nước Nam Bộ với những khoảnh khắc mùa xuân yên bình. Tại khu vực Bến Xuân, một không gian văn hóa đặc trưng của vùng sông nước Nhà Bè xưa với nhà bè, ghe thuyền, rừng dừa, mái nhà sàn ven sông tái hiện lại câu chuyện của Thủ Hồn, người đã kết bè trên sông cho khách thương hồ dừng chân neo đậu để hình thành nên mảnh đất nhà bè ngày nay. Ngoài ra, thảm thực vật thủy sinh của vùng sông nước phương Nam như mắm, đước, sú, tràm, mù u, trăm bầu cũng được tái hiện tại khu vực Đường Xuân, đưa du khách lạc vào miền sông nước hữu tình. Như những gạch hoa này, như ruộng lúa, coi như thích những cái đồng cảnh bắp rồi vậy, các cô rất là thích nó, trở về với là cái tuổi thơ của các cô là khi còn ở quê. Nước được chọn làm thực thể sáng tạo tại Hội Hoa Xuân như một dòng chảy để chuyển tải các giá trị văn hóa dân tộc. Cảm hứng từ nước được thể hiện một cách sáng tạo và hứng khởi như sức sống của mùa xuân, vạn vật. Vườn xuân là nơi trồng các loại cây hoa đồng cỏ nội mang hồn quê về phố thị hiện đại. Đó là những ruộng lúa, những cánh đồng bắp, những chú cò lặn lội bờ sông khiến mọi người đến đây đều cảm nhận được cái yên bình của làng quê sông nước. Tất cả các trang trí ở đây đều được làm thiên về vùng nông thôn, vùng quê chị, nên nó cảm giác rất là yên bình, thấy cảnh vậy mình nhớ quê nhà, mong được cái Tết ở quê hơn. Với chủ đề Sông nước tình xuân, Hội Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng mang đến một không gian văn hóa đặc trưng của miền sông nước với nhiều thông điệp ý nghĩa của mùa xuân, giúp du khách tận hưởng những giây phút thảnh thơi sau một năm bận rộn và hứng khởi chờ đón năm mới. Hội Hoa Xuân sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 năm 2018, tức ngày 23 đến 29 tháng Chạp. Riêng các hạng mục trang trí như Đường Xuân, Vườn Xuân, Bến Xuân sẽ được trưng bày đến ngày mùng 5 Tết.